Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính trong ngày hôm nay. Cú hích Osimhen, Zidane thay Ten Hag. Nọ diện bốn cái tên đầu tiên rời MU vào hè 2024. Hai lý do khiến Bruno Fernandes từ chối Ả Rập và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Cú hích Osimhen, Zidane thay Ten Hag. Tiền đạo Victor Osimhen chia sẻ với Sky Sports rằng Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu mà anh hâm mộ. Osimhen khẳng định: "Tất nhiên, một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ được chơi ở Ngoại hạng Anh, nhưng hiện tại tôi có kế hoạch cho sự nghiệp của mình." MU và Chelsea là hai đội bóng đang đàm phán chi tiết để ký hợp đồng với Osimhen. Yêu cầu 103 triệu bảng từ phía Napoli đưa ra có thể không làm khó được hai đội bóng giàu tham vọng này. Bên cạnh đó, báo chí Pháp đưa tin rằng huấn luyện viên Zinedine Zidane đang học tiếng Anh với một lộ trình rất nhanh chóng. Dù chưa có liên hệ nào được công bố, nhưng người ta tin rằng việc Zidane học tiếng Anh là bởi ông đang chuẩn bị cho màn trở lại hoàn hảo với vị trí tại Man United. Bên cạnh đó, Sir Jim Ratcliffe sở hữu một câu lạc bộ tại giải bóng đá Pháp, đó là Nice. Get Football tin rằng Zidane hoàn toàn có thể làm việc tại Pháp trước khi chính thức đến xứ sở sương mù đảm nhận công việc của mình tại MU. Sir Jim Ratcliffe duyệt 3 bom tấn cho MU. Theo các nguồn tin từ Anh, Joshua Kimmich của Bayern Munich, Jonathan David và Kevin Thuram là các mục tiêu hàng đầu mà MU nhắm đến cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đây được xem là kế hoạch được Sir Jim Ratcliffe thông qua một khi hoàn tất thủ tục tiếp quản MU. Sir Jim Ratcliffe đã đạt thỏa thuận mua 25% cổ phần từ nhà Glazer, dự kiến giữa tháng này, Ngoại hạng Anh sẽ phê chuẩn thương vụ. MU gần đây đã bổ nhiệm giám đốc điều hành mới là người cũ của Man City. Đó là bước đi đầu tiên của tỷ phú giàu nhất nước Anh trong quá trình tấn thiết đội bóng. Theo ESPN, MU ưu tiên các mục tiêu chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng. Kimmich, David và Thuram đều thuộc diện này. Hợp đồng của Kimmich với Bayern Munich sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2025. Thời gian qua có nhiều tin đồn xung quanh tương lai của tuyển thủ Đức. Tương lai của Jonathan David cũng là chủ đề được nhắm đến khá nhiều. Trong khi đó, Kevin Thuram thừa nhận muốn có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Việc nhắm đến các cầu thủ năm cuối hợp đồng cho phép MU kiểm soát chi tiêu, bởi vì ngoài mua sắm nhân sự, ngài Sir Jim Ratcliffe còn tập trung cải thiện cơ sở vật chất trên sân vận động Old Trafford. MU đang nỗ lực đua tranh suất dự C1 mùa sau. Cuối tuần này, Quỷ Đỏ sẽ làm khách của Aston Villa trong trận đấu có ảnh hưởng lớn đến top 4. Nọ diện 4 cái tên đầu tiên rời MU vào hè 2024. Theo Sportbill, Sir Jim Ratcliffe sẽ bắt đầu tiến hành cắt giảm nhân sự tại MU trước khi mang về những tân binh, và 4 cái tên đầu tiên được nêu ra gồm có Anthony Martial, Jonny Evans, Tom Heaton và Sofyan Amrabat. Hai lý do khiến Bruno Fernandes từ chối Ả Rập. Huấn luyện viên của câu lạc bộ Al Hilal, Jorge Jesus đã xác nhận đội trưởng của MU là mục tiêu số 1 của mình, và câu lạc bộ Ả Rập cũng muốn ủng hộ Jesus bằng cách đưa ra một đề nghị hấp dẫn dành cho Bruno Fernandes. Jesus đã làm việc với tuyển thủ Bồ Đào Nha trong thời gian gắn bó tại Sporting Lisbon. Ông có lý do để muốn tái hợp với Bruno Fernandes, nhưng cầu thủ 29 tuổi này vẫn cam kết gắn bó với Quỷ Đỏ. Theo tờ Record, Bruno Fernandes tin rằng anh vẫn còn công việc chưa hoàn thành ở bóng đá châu Âu. Hơn nữa, tiền vệ này vẫn còn lòng trung thành với MU, một câu lạc bộ đang trong quá trình tái thiết lớn. Sau khoản đầu tư của Sir Jim Ratcliffe, Man United sẽ có nhiều thay đổi vào hè năm 2024. Tuy nhiên, Bruno Fernandes vẫn sẽ là cầu thủ không thể thiếu của đội chủ sân Old Trafford, dù Erik ten Hag có ra đi hay ở lại. Không chỉ là thủ lĩnh về tinh thần, đóng góp về chuyên môn của ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng rất quan trọng. Anh có thể tạo nên khác biệt bất cứ lúc nào. Nọ diện điều kiện duy nhất để Sancho ở lại MU. Bất chấp mọi chuyện đã xảy ra trong vài tháng qua, Man United vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa với tuyển thủ Anh Jadon Sancho. Theo Football Transfer, Man United sẽ không đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Sancho cho đến mùa hè, vì các lãnh đạo của câu lạc bộ vẫn coi vấn đề này gắn liền với tương lai của Ten Hag. Huấn luyện viên người Hà Lan vẫn chưa ký hợp đồng mới với câu lạc bộ sau một mùa giải bất ổn đến nay. Đồng nghĩa với việc Ten Hag sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải năm 2024-2025. Sancho vẫn còn hợp đồng đến năm 2026. Và gia đình Sancho có thể trở lại MU với một điều kiện duy nhất là Erik Ten Hag bị sa thải ở Old Trafford. Sự nghiệp ở Man United của Sancho tưởng như đã kết thúc khi anh trở lại Dortmund theo dạng cho mượn vào tháng trước. Man United đã trả 73 triệu bảng để ký hợp đồng với cầu thủ tấn công người Anh từ Dortmund vào mùa hè năm 2021. Nhưng 2 năm sau, anh bị loại khỏi đội 1 sau khi bất hòa với Erik Ten Hag. Huấn luyện viên người Hà Lan đã loại Sancho khỏi đội hình trong trận thua 1-3 của MU trước Arsenal hồi tháng 9 vì lý do tiêu chuẩn tập luyện kém. Sancho đã công khai phủ nhận điều này và cho rằng anh đang bị dùng làm vật tế thần cho khởi đầu mùa giải tệ hại của MU. Sau khi cầu thủ 23 tuổi từ chối xin lỗi Erik ten Hag và các đồng đội, anh đã bị cấm sử dụng cơ sở vật chất của đội 1 tại sân tập Carrington của Man United và bị buộc phải tập luyện cùng đội U21. Sau 3 tháng nghỉ thi đấu, Sancho đã trở lại Dortmund theo dạng hợp đồng cho mượn đến cuối mùa giải. Trở lại Đức, Sancho đã thể hiện được phong độ của mình với 2 phát kiến tạo sau 3 trận đấu đầu tiên. Tưởng như Sancho sẽ có một tương lai tươi sáng tại Dortmund, thể giám đốc thể thao của Dortmund. Câu lạc bộ Bundesliga khó có thể ký hợp đồng lâu dài với Sancho, ông nói với Sky Sports Germany. Thật không may cho cả hai cầu thủ Sancho và Ian Martin, cả hai lựa chọn tùy chọn mua trong điều khoản cho mượn đều không thực tế. Thật vậy, theo nguồn tin từ Football Insider, Quỷ Đỏ dự kiến sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng trong khoảng 40 đến 50 triệu bảng cho Sancho, và điều này là quá tầm với Dortmund.
bán một cầu thủ, MU sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Nói chuyện với Football Insider, chuyên gia Kieran McQuay cho rằng việc bán Marcus Rashford vào mùa hè có thể giúp Man United không cần nghĩ ngợi trên thị trường chuyển nhượng. McQuay nói nếu Marcus Rashford được bán thì điều đó sẽ giải quyết được mọi vấn đề mà MU đang phải đối mặt liên quan đến luật công bằng tài chính. Mức phí chuyển nhượng tiềm năng 9 con số của tuyển thủ Anh sẽ kết hợp với việc anh là gương mặt cây nhà đá vườn sẽ tạo nên điều kỳ diệu cho khía cạnh tài chính của quỷ đỏ. Trước hết, trên thực tế, họ sẽ yêu cầu khoảng 100 triệu bảng cộng thêm phí chuyển nhượng, đó sẽ là lợi nhuận thuần túy trên tài khoản của họ vì cậu ấy là một cầu thủ của học viện. Thứ hai, cậu ấy đang khiến câu lạc bộ phải trả khoảng 15 triệu bảng tiền lương mỗi năm, vì vậy việc loại bỏ khoản đó sẽ có lợi cho hóa đơn tiền lương của họ. Mà đặt hai thứ đó lại với nhau, điều đó có nghĩa họ có thể trở nên rất mạnh trong việc cạnh tranh trên thị trường chuyển nhượng. Ramon Hoylund đưa ra quyết định chuyển nhượng mùa hè cho MU. Erik ten Hag thừa nhận muốn ký hợp đồng với một tiền đạo mới trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Ramon Hoylund ít nhất đang xoa dịu những lo ngại đó. Tiền đạo người Đan Mạch đã phải mất một thời gian để thích nghi với ngoại hạng Anh, nhưng giờ đây anh đã có phong độ cao khi liên tục ghi bàn trong 4 trận liên tiếp. Điều đáng hài lòng nhất là hai bàn thắng gần nhất, đặc biệt là những pha dứt điểm săn mồi điển hình với Hoylund chọn đúng vị trí, đúng thời điểm để đem bóng cự ly gần. Anh sẽ không nhận được sự tưng bốc thái quá cho những bàn thắng đó, nhưng đó chính xác là những bàn thắng mà MU không chứng kiến trong những năm gần đây. Hoylund cũng thiếu đi sự hỗ trợ từ các đồng đội trong mùa giải này và không có gì ngạc nhiên khi hiệu suất của anh tăng lên trong thời điểm một số cầu thủ chủ chốt đã trở lại. Chẳng hạn như bàn thắng trước Wolverhampton sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu Nucksoy ở bên cánh trái, hay như bàn thắng trước West Ham đều nhờ sự xuất sắc của Casemiro. Xuất hiện sự phấn khích xung quanh Hoylund vào lúc này và có sự tò mò thực sự về việc anh sẽ tiếp tục bùng nổ như thế nào sau một phong độ đầy hứa hẹn. Man United rất cần tìm ra lời giải cho câu hỏi đó trước khi đưa ra quyết định mua trung phong trên thị trường chuyển nhượng. Họ đang rất muốn có ít nhất hai tiền đạo vào mùa hè này khi Anthony Martial, Jadon Sancho và Mason Mount đều chuẩn bị ra đi. Facundo Benici cũng có thể được bán và Amad nhiều khả năng sẽ chia tay câu lạc bộ theo dạng cho mượn. Phong độ của Hoylund trong những tháng cuối mùa giải sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến kiểu tiền đạo quỷ đỏ muốn bổ sung, vì họ sẽ xem xét cả giải pháp ngắn hạn và bổ sung dài hạn. Vẫn còn ý kiến cho rằng đội chủ sân Old Trafford vẫn cần một phương án ở độ chín trong sự nghiệp để giảm bớt gánh nặng cho Hoylund. Mặc dù việc ký hợp đồng với một cầu thủ đang ở thời kỳ đỉnh cao sẽ không tốt cho sự phát triển của chàng tân binh sinh năm 2003. Tương tự như vậy, việc mua tiền đạo còn thiếu kinh nghiệm sẽ làm tăng gấp đôi vấn đề tại Old Trafford. Điều này cũng gây ra điều nan giải khi cố gắng phát triển hai cầu thủ cùng lúc, một điều thực sự sẽ không thể thực hiện được khi MU chỉ dùng một hệ thống trung phong. Trong một thế giới lý tưởng, MU sẽ bổ sung thêm một lựa chọn giàu kinh nghiệm khác giống như những bản hợp đồng trước đó là Ibrahimovic hay Edinson Cavani. Điều này sẽ mang lại cho Ten Hag một sự thay thế khả thi cho Hoylund, nhưng đồng thời không thể dùng như một tiền đạo dài hạn. Có vẻ như đây là kế hoạch tốt nhất để MU củng cố các lựa chọn của họ trong mùa hè này. Tuy nhiên, để có phương án hiệu quả, nó phụ thuộc vào việc Hoylund duy trì sự ổn định như thế nào. Hoylund không cần sự thay thế, bởi anh cần sự hỗ trợ dìu dắt mình bước lên hàng ngũ tiền đạo đẳng cấp thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!